Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa khai giảng một chương trình giảng dạy tiếng Anh cho các cán bộ của Bộ Công an nhằm nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này với Mỹ. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 21 tháng 10, chương trình tiếng Anh này do Văn phòng Tiếng Anh khu vực cùng với Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế INL tổ chức kéo dài 15 tuần qua hình thức học trực tuyến nhằm giúp nâng cao năng lực tiếng Anh giao tiếp trong công việc và thúc đẩy hợp tác trong thực thi pháp luật giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Theo báo Công an Nhân dân, chương trình này nằm trong khuôn khổ thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ký từ năm 2016. Chương trình này gồm các dự án tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng, chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác. Giám đốc văn phòng INL Việt Nam, ông Tom Lyons, được trang Thời Đại dẫn lời phát biểu tại lễ khai giảng rằng khoa học tiếng Anh này là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, trải qua 25 năm hợp tác, cùng nhau khép lại chiến tranh, phát triển thành đối tác toàn diện.